À vậy thì giỏi rồi, đi cha dạ chút được không? Được, chừng nào tối tối mới đi, đi sớm rồi nắng. Anh ở đâu? Nắng hả? Anh ở Ở đâu? trên nắng không? Nắng? Ở trong nhà thì mát, nhưng mà ra ngoài chắc là nóng lắm, anh muốn đi Nắng? tắm đồ mà đi lạ thôi, nên là kiếm không ra thôi đi về luôn. Được rồi, bữa nay ở ngoài nóng á. Thôi À. khỏe nha, có gì là thì được rồi ha. À, dành tí lần sau cho nó mà cỏ lên cho mát đó. Được rồi, thôi cảm ơn anh đó. Anh lo có việc nhà cửa cho anh hả? Anh ngon không? Bình anh, thường. Mấy bữa đi em để ăn lên ăn ngon không? Rồi nãy em chè em ngồi cho ăn vậy chứ cũng có là à. Vậy thôi. Vậy thôi, cũng cảm ơn. Mua Apple juice này, mua cái loại Là sửa đánh đấy đó, mà giờ mình ăn cho vui ha. Được rồi, có mua gì cũng được, không mua thôi. Vậy thì đó. Vui Cảm là ơn. tốt rồi. Cảm ơn ha. Nghỉ ha. Nghỉ, cảm ơn anh. Thôi nữa. Mở cái tay này làm sao đi? Còn... Thấy sao Dạ. Cái tay sao mở? Thấy sao mở lên?